chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với đời sống nghiệp. Hôm nay mình xin chia sẻ tiếp cái chỗ xài gà cho anh Hậu ở thị xã Tân Châu An Giang này các bạn. Này có bầy gà con gà mái nha, mới xuống xuống ổ, xuống ổ nó hơn từng ngày mấy con. Chó anh Hậu là thường nhanh chóng gà liên tục. Chia sẻ với các bạn gà mái và con nó xuống ổ nhiều. Xuống ổ xong rồi bắt đầu mua lớn lớn từ từ tuyển chọn ra. Cái lớn lên có lông mã đẹp để lại nuôi lớn lên. Đây là được mấy bốn con. Rộng dữ rồi. Đang săn dữ rồi. Mẹ là đang săn dữ rồi. Mười ngày chưa? Cỡ 10 ngày rồi nè, thấy không? Nửa tháng rồi hả? Bài này nửa tháng. 4 con. Liên hệ với anh Hậu qua số Zalo 0999994974 nha các bạn. Anh Hậu sẽ giải đáp cho các bạn về vấn đề gà tre. Và muốn tìm mua gà lớn nhỏ gì đó thì cứ liên hệ qua số Zalo của anh Hậu nha các bạn. Thank you.